Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cái mẫu máy rửa xe phun thuốc di động. Cái này là mình giáp cái đầu của máy Nhật vào, còn có bơm nén bình xịt. Về cái nguồn nước thì mình có câu cọng dây ra ngoài, mình có thể để bất kỳ đâu, nơi đâu có nguồn nước hoặc là trong phi thuốc là được rồi. Đây là cái mẫu mình giáp là Maruyama 23X. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động chạy thử cho các bạn xem nha. Rồi, đây là cái mẫu mình ráp gì cho nó nhỏ gọn tiện lợi ha, các bạn có thể nhẹ nhàng di chuyển, xách đi đâu cũng được, nơi đâu có nguồn nước hoặc là bị thuốc thì mình ghim vào bị thuốc là được rồi. Rồi, xin chào các bạn nha.